nhanh tay nhận ngay ưu đãi lên tới 300 triệu đồng dành cho 10 đại lý đăng ký mở cửa hàng, hỗ trợ bảng biển setup cửa hàng, tư vấn lựa chọn mặt hàng kinh doanh siêu lợi nhuận, hỗ trợ lên kịch bản chạy quảng cáo cho ngày khai trương, thu hút hàng nghìn khách hàng tiềm năng. Canamat 14 năm kinh nghiệm chuyên nhập khẩu và phân phối hàng Hàn Quốc với hơn 2.000 mặt hàng sơn nấm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, tạp hóa, gia dụng, cam kết 100% hàng chính hãng có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Để lại số điện thoại nhận ngay ưu đãi.